đột phá cho ngành nail. Lee K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Chào các bạn, bữa hôm nay mình là Nhân Lì đây. Thì bữa hôm nay mình sẽ bắt đầu với một cái công việc mới của mình, đó chính là đi bán bảo hiểm các bạn. Thì các bạn cũng biết mình đi làm nail. Thì mình mới vừa thi đậu cái bằng bán bảo hiểm ở bên Mỹ này. Bán bảo hiểm là một công việc rất là đàng hoàng, có thể kiếm thu nhập nhé, không phải là lừa đảo ai cả. Cho nên các bạn đừng có nói là lừa đảo. Các bạn biết không, mỗi một năm á, mình đóng tiền vào bảo hiểm nhà đó là 1.400 đô la cho một căn nhà này. Bảo hiểm nhà đó nha, là mình mua bảo hiểm để bảo vệ căn nhà này là 1.400 đô la. Nhưng mà nếu mà nhà mình không bị cháy á, thì coi như là năm đó mình đóng không rồi đó. Cái bảo hiểm nhà nó chỉ hoạt động khi mà cái nhà mình bị cháy hay bị sập thôi, ok, là 1.400 đô la một năm. Thì mình mua nhà này gần 5 năm bạn, mình đóng bảo hiểm là gần 5-6 ngàn, coi như là xong đó, nhà không cháy là xong rồi đó, ok. Rồi mình cứ đóng tiền cho bảo hiểm nhà hoài luôn. Rồi cái chiếc xe của mình đậu ở quay trước, các bạn thấy không, một năm á, là cái chiếc xe của mình á, là 6 tháng là 500 mấy, tính ra một năm 12 tháng là cũng gần cả 1.000 mấy cho chiếc xe. Thì nếu như mà mình đi mà mình đụng ai hay là người ta đụng mình á, thì bảo hiểm xe nó sẽ đền cho mình. Thì một năm mình đóng bảo hiểm xe cũng cả 1.000 đô la các bạn. Nếu mà không đụng xe thì mình cũng bị mất cái số tiền luôn, ok. Coi như là mình đóng, mình qua Mỹ 19 năm, mình lái xe 19 năm bạn, mình cứ đóng bảo hiểm hoài luôn. Đóng bảo hiểm xe ở bên Mỹ là bắt buộc bạn. Đó. Thì bữa hôm nay cái bảo hiểm nhân thọ đó là các bạn mua để các bạn bảo vệ cho cái tính mạng của các bạn. Ví dụ mà bây giờ mình trẻ đi. Mình trẻ, mình không mua bảo hiểm. Mình không mua bảo hiểm. Thì nếu mà mình bị giống như là bệnh tai nạn hay là bị đột quỵ hay là bị gì đó, thì ai sẽ lo cho cái cơ thể của mình? Câu trả lời là không ai lo cả. Thì lúc này các bạn sẽ trở thành cái gánh nặng cho gia đình của các bạn. Giống như khi mà các bạn chết á, thì cái tiền đám ma nó sẽ rất là lớn bạn. Ở Mỹ đám ma nó cũng 10-20 ngàn các bạn nhé. Thì các bạn sẽ để lại cái số nợ cho con cái của các bạn. Thì khi mà các bạn là trụ cột trong gia đình mà các bạn chết á, thì căn nhà của các bạn á, nó không ai trả. Con cái các bạn không có nhà ở đó. Các bạn mua bảo hiểm xe, các bạn mua bảo hiểm nhà mà các bạn không mua bảo hiểm nhân thọ cho các bạn, thì nói chung là nó hơi thất bại. Tại vì khi mà các bạn chết á, con của các bạn nó sẽ là một cái người đợi gánh nợ cho các bạn. Còn các bạn nó sẽ khó khăn trong cuộc sống. Thì các bạn mua cái bảo hiểm nhân thọ này á, thứ nhất á, là để củi go sau này. Nếu như mà các bạn bị cái gì đó thì con các bạn nó đỡ khổ. Không, tương lai mà ai biết được, không. Giống như bây giờ mình mua bảo hiểm nhà là tại vì bị bắt buộc phải mua. Ở bên Mỹ các bạn có nhà là các bạn phải bắt buộc mua bảo hiểm nhà. Các bạn có xe là các bạn phải bị bắt buộc mua bảo hiểm xe, ok. Đó, các bạn có tiệm nail là các bạn phải bắt buộc mua bảo hiểm tiệm nail. Đó. Rồi cái bảo hiểm nhân thọ này á, thì khỏi không có bắt buộc, nhưng mà các bạn lại không muốn mua. Thì khi mà các bạn bị tai nạn hay là gì đó, cái tiền khám bệnh, tiền bệnh viện, hoặc là các bạn chết đó, cái tiền đám tang đó, nó sẽ rất là lớn các bạn. Và con của các bạn nó sẽ gánh cái nợ đó cho các bạn. Đó, các bạn không muốn chuyện nó xảy ra. Các bạn không muốn chuyện nó xảy ra thì đây là một cái bảo hiểm nhân thọ. Mình là người Việt Nam có bằng ở tiểu bang Missouri này. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm, các bạn thấy mình đẹp trai chưa? Các bạn nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì hãy gọi cho Nhân Lì. Các bạn thấy không? Bây giờ giống như mình nè, các bạn nhìn Nhân Lì nè. Một năm mình đóng bảo hiểm nhà 1.400 đô. Một năm mình đóng bảo hiểm xe 1.000 đô la. Một năm mình đóng bảo hiểm tiệm nail, thì bảo hiểm tiệm nail của mình á là 1.500 đô la. Đó, chưa nói là bảo hiểm sức khỏe nè, bảo hiểm sức khỏe Obama đó là bao nhiêu, mấy trăm đô một tháng. Rồi chưa nói là bảo hiểm răng nữa, bảo hiểm răng nữa đó, chưa nói là bảo hiểm răng nữa nha. Đó, một năm là bảo hiểm nhiều lắm các bạn. Bây giờ cái nơi đầu tiên mình ghé là cái tiệm nail supply. Mình sẽ dán cái bảng này đây để mấy anh chị chủ tiệm nail mua đồ nail supply ghé ủng hộ mình bạn. Chủ tiệm nail là nhiều tiền lắm bạn. Tiền nhiều mà không mua bảo hiểm nhân thọ là xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vô mình hỏi cho mình dán bảo hiểm đây các bạn, rồi mấy anh chị chủ tiệm nail vô đây mua sẽ thấy được.
Đây là cái tiệm nail supply mình hay đi. Hai chị khỏe không? Chị em dán đây nè chị. Bây giờ ở đây nó có một cái bảng nè các bạn, thì mình sẽ dán này đây ha, để người ta tới người ta mua. Có không? Ngồi đây đây ngồi. Excuse me. Rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dán cái này đây nè các bạn ha. Để người ta tới người ta mua nail supply, người ta sẽ biết được mình bán này ha. Đó. Coi con vợ mình nó bắt đầu nó quảng cáo giùm mình các bạn. Đó, mình đi bán bảo hiểm mà con vợ mình nó quảng cáo giùm mình. Bây giờ nó thiệt sự là bữa nay vui quá các bạn ơi. Mình xuống đây cái mình giới thiệu bảo hiểm cho mấy anh chị này, thì mấy anh chị này rất là khoái các bạn. Và mình đã để lại số điện thoại rồi. Thì họ sẽ gọi cho mình các bạn ha. Tìm hiểu thôi, tìm hiểu đi rồi muốn mua thì mua, mua thôi. Không. Chủ tiệm nail $10 một ngày thôi. Xịt to hết rồi. Lotion gì không? Lotion không. Còn lotion, còn cuticle. Oil. Oil còn. Ba thùng. Cảm ơn mấy anh chị đã lắng nghe mình giới thiệu bảo hiểm nha. Cảm ơn mấy anh chị. Hôm nay mình gặp được một fan hâm mộ là người Việt Nam các bạn. Cô ta đã coi kênh mình rất là nhiều. Chị đây ở gần nhà mình đúng bạn. Nhà em ở Payless nha. Payless. Chị biết trường Payless không? Từ vô nhìn và chạy xuống cũng 5 phút à. Rất là vui gặp chị. Bữa nay vui các bạn ơi. Đi toàn gặp fan hâm mộ của các bạn. Vui nhất là gặp mấy anh chị chủ tiệm nail ở bên Colombia các bạn. Colombia cách đây 2 tiếng ha. Ở bên tiểu bang của mình là tiểu bang Missouri, nhưng mà nó có nhiều thành phố. Thành phố này, thành phố mình đang đứng là St. Louis. Còn Colombia, Branson, Jefferson, nói chung là nó có mười mấy hai chục thành phố luôn các bạn ha. Cho nên không phải một tiểu bang, nó chỉ có một thành phố thôi đâu. Đó. Các bạn, bữa hôm nay là lễ Father Day, là lễ cha. Thì bữa hôm nay mình sẽ đi mua tôm hùm với lại cua ninh trên đảng các bạn ha. Ở đây họ có bán cá nè. Cá đá các bạn nhìn nè. Cá đá còn tươi nha các bạn, còn sống luôn. Stonefish. Cái con này nó ngộ các bạn. Nhưng mà nãy có cái anh chủ tiệm nail anh nói con này ăn dở đừng có mua, cho nên mình không mua luôn. Tôm đỏ các bạn ơi, tôm đỏ còn bơi nha. Ok, bây giờ đi mua tôm hùm với lại cua ăn đi các bạn ơi. Ở đây nó có nhiều, rất là nhiều hải sản. Rất là nhiều hải sản luôn. Đó, quá trời hải sản. Hello. Mình phải nói tiếng Mỹ với anh này các bạn. Bây giờ mình sẽ mua, mình mua tôm hùm với lại mình mua đinh trình crab. Mua giờ, mình sẽ kêu cái anh này anh lấy cho mình lấy tôm hùm với hải sản đi. Hải sản quá trời luôn các bạn. Ok, good. Một con tôm hùm. And two crab. Mua hai con tôm hùm, hai con cua. Mua đi. Ok, bây giờ bữa đang lễ cha lớn nha các bạn ha. Tôm nó vừa hấp bia là ngon. Tôm đó về. Yeah. Mua hai con cua đi các bạn. Chu crab. Oh. Ông này ông đang đập con cá các bạn. Thành một hành động rất là hơi tế nhị với ông đợi dưới đây để cho người ta khỏi sợ. Một con cá bự quá các bạn ơi, nhìn nè. Cá này cá fit các bạn, cá chê nha, cá chê Mỹ nha. Bây giờ vợ mình đang cái này cách bây giờ mình mua thêm tôm đỏ các bạn. Chu mua 3 pound 39 tôm đỏ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kêu anh này dớt bên này. Can you got this one?
Big One. Big One. Bây giờ anh đang lấy ở đây nó có bán lương nữa các bạn, tôm đỏ nè. Oh. Wow. Tôm đỏ lần đầu tiên mình ăn các bạn, spicy. Tôm tươi nha. Yeah. Very good. Okay. Mình sẽ bỏ vô đây. Wow, tôm còn sống nhăn luôn nha các bạn. Nhảy đành đạch luôn rồi đó. Đó, các bạn nói ở bên Mỹ toàn ăn là tôm đông lạnh không có đâu nha. Bên Mỹ là có ăn đồ tươi các bạn. Đồ tươi nó có giá đồ tươi, đồ đông lạnh nó có giá đồ đông lạnh nha. Anh bạn này anh khờ quá, anh phải lấy cái bọc ni lông bỏ vô là xong rồi. Ba không một, có duyên gặp hoài. Bữa nay giống như cái thời của em mới gặp ba không một không á chị. Trời. Họ lựa mấy con tôm sống của mình, cái con tôm chết họ có bán cho mình các bạn ha. Mấy con tôm chết họ có bán. Ok. Chắc là chuyên nghiệp các bạn ha. Mấy con tôm chết họ bán, mấy họ lựa mấy con tôm sống mà. Hàng về các bạn ơi, cây trà chân có 3 size nha. Cây trà chân size bự, cây trà chân size vừa bự vừa nhỏ, cây trà chân size nhỏ. Cọ về các bạn ơi, số 12, 14, 16, 18, 20, 22. Dũa về các bạn ơi, dũa bột, dũa tay, dũa manicure, dũa bột. Gel bay, gel top review các bạn à. Sản phẩm LK BDQ 4 bước, sản phẩm LK BDQ 4 bước nha các bạn. Đó, dũa. Bay cost, top cost review, đồ trà chân các bạn, sang xịn mịn. Nếu như mà các bạn mua 10 thùng LK, các bạn sẽ được tặng một thùng và người ta sẽ tặng cho các bạn một cuốn menu sang xịn mịn. Cuốn menu sang xịn mịn làm bằng chút các bạn. Đó, nhìn nè. Đây là sản phẩm LK Pedicure 4 bước các bạn ha. Rồi, nếu mà các bạn mua dũa, top coat, bay coat, đồ trà chân, cọ sang xịn mịn luôn. Sản phẩm cọ lông chồn Made in USA các bạn nhé, Made in USA. Đó, xịn. Rồi các bạn ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha các bạn. Sản phẩm LK Pedicure 4 bước.